Xin chào các bạn, mình là Dũng Leo đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đào cái con Cefra với cái dòng máy Axis, đào cái đồng Caspa, đó là dòng K0, K0 Pro, K1, vân vân. Thì trước tiên các bạn muốn đào bất kỳ một cái đồng con nào á, thì các bạn cũng sẽ chuẩn bị cái ví cho nó các bạn. Và trong video hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà lấy ví rồi. Thì các bạn nào chưa biết á, thì các bạn có thể xem lại nha. Thì sau khi các bạn đã có ví rồi á, thì các bạn sẽ đăng nhập vào cái máy của mình. Thì nếu như bạn nào đã sở hữu những cái dòng máy đào Caspa thì các bạn cũng đã biết cách đăng nhập vào đây rồi, hoặc là bạn nào chưa biết thì mình cũng đã có video hướng dẫn. Thì sau khi các bạn đã vào được đây rồi á, các bạn sẽ vào cái mục là Mining Setting nha. Tại đây mình sẽ set cái bull và cái ví cho nó. Thì cái bull này á, mình sẽ tìm bằng cách nào? Mình sẽ lên Google, mình gõ là C ra con bull các bạn. Cái này mình hướng dẫn cho người mới cho nên mình sẽ làm từ bước nha. Các bạn sẽ vào cái trang Mining Bull Start nè. Thì tại đây á, họ liệt kê cho mình nhiều cái bull hỗ trợ cái đồng Cefra này. Thì nếu như các bạn nào đào bull PPLNS á, thì các bạn sẽ sử dụng cái bull của Mining for People nha. Các bạn sử dụng bull này. Còn bạn nào mà đào solo á, các bạn sẽ xài cái bull là My New Money, cái bull này các bạn này. Thì cái bull này nó cũng hỗ trợ luôn là đào solo và đào BBLNS các bạn. Tuy nhiên là nếu như các bạn đào BBLNS á, thì các bạn nên sử dụng cái bull lớn xíu, ví dụ như cái bull này. Những cái bull mà có tỷ lệ phần trăm lớn á, thì các bạn sẽ chia được nhỉnh hơn một xíu so với những cái bull có tỷ lệ phần trăm nhỏ nha. Rồi thì mình cũng có test đó, là mình ví dụ mình chạy cái con K3M, thì con này cái hash rate của nó là 6T các bạn, và mình test so với cái con KS0 Pro thì cái con này là hash rate của nó là nguyên bản là 200 GB, thì tương đương với một con K3M là tương đương với 30 con K0 Pro. Thì mình cùng chạy một lúc các bạn. Mình qua phần lóc nha. Này mình đang đào solo nha các bạn. Thì con cái 3M nó nổ được 127 lóc, tương ứng với con K0 Pro nổ được 4 lóc các bạn. Thì nó cũng xem các bạn. Và ngoài ra mình cũng có test với hai con KS0 Pro bên đây. Thì cũng chạy cùng một lúc các bạn. Bốn con này mình chạy cùng một lúc nha, để mình check thử xem là việc mình đào solo với mình đào bull nó sẽ cái nào lại hơn. Tuy nhiên là việc check này á, nó đúng với ở thời điểm hiện tại, tức là đúng với cái dip của nó đang tương đối ở mức hiện tại. Thì cái dip càng tăng á, thì cái máy có hash rate càng nhỏ, đào sẽ càng bất lợi so với cái máy có hash rate lớn hơn. Đó, ở đây mình xài hai con cá thông rồ á, thì mình chạy được là 2629 Cefra. Trong khi đó mình chạy cùng một lúc á, mình đào bên đây thì mình chạy solo á, thì mình được 1990, tương ứng với nếu mà đào hai con á, thì nó rơi vào khoảng 4.000. Thì rõ ràng là việc mình đào solo ở thời điểm hiện tại nó có lợi hơn việc mình đào ở trên cái bull như thế này. Cái này là mình test thực tế nha các bạn. Còn sau khi các bạn đào á, nó còn ảnh hưởng bởi một phần nữa, đó là độ may mắn của việc mình đào solo nữa. Đào bull như thế này á, thì cái con nó trở về đều đều, còn đào solo á, thì nó cũng may mắn hên xui nữa các bạn. Rồi để lấy cái địa chỉ ví bull á, thì các bạn sẽ vào cái bull của mình. Ví dụ ở đây mình đào solo nha, mình sẽ chọn vào solo nè, mình chọn vào save ra. Ở đây mình sử dụng acid á, thì mình sẽ chọn cái khu vực cho acid nha. Mình sao chép cái địa chỉ bull này, mình copy, mình dán vào cái máy của mình các bạn, mình dán vào đây đó, mình dán vào đây như thế này. Còn cái ví á, thì mình cũng dán vào đây. Thì sau cái ví á, mình có dấu chấm và mình đặt cái tên worker cho mình nha. Đây à, nó tương tự với cái việc các bạn setup đào cái đồng Caspa thôi các bạn. Cái các bạn chưa biết ở đây là có thể các bạn chưa biết cách để lấy cái địa chỉ ví cũng như là cái địa chỉ bull thôi. Rồi đối với việc các bạn đào cái bull bình thường á, các bạn sử dụng cái bull của Mining for People á, thì các bạn sẽ lăn xuống.
Bạn thấy ở đây nó có 6 khu vực cho các bạn chọn. Thì ví dụ như mình chọn khu vực này đi. Mình copy nha. Mình dán ra ngoài cho dễ nha. Dán đây. Cái bọt á thì ở đây mình sẽ sử dụng cái bọt ở bên đây, cái bọt mà nó an toàn là các bạn, được bảo vệ nè. Cái bọt của nó là bạn hai chấm nha. Bọt nó là 3349. Rồi, thì các bạn sẽ sử dụng cái địa chỉ bô này. Mình copy nha. Mình cũng dán vào đây. Mình sẽ dán sau cái chỗ mà cho trong TCP này nha các bạn. Đó, các bạn dán vào đây. Thì các bạn đã xét xong cái địa chỉ bô cho mình rồi. Thì các bạn sẽ chọn là save để mà tiến hành save lại. Thêm một thao tác nữa là các bạn nên chọn restart để cho nó restart lại cái máy của mình nha. Rồi, sau khi mà các bạn làm xong những cái thao tác này rồi á thì các bạn sẽ chờ cho cái máy nó khởi động lại cũng như là nó nạp lại cái con mới này. Rồi các bạn thấy là cái máy nó đã khởi động lại xong rồi các bạn. Đây. Mình sẽ chờ ở khu vực này nó có cái chữ accept nè. Đây, mà thấy là cái accept của nó đã có rồi thì cái bool nó đã nhận rồi các bạn. Mình sẽ lên bool để mình kiểm tra xem là cái bool nó nhận hay chưa nha. Rồi ở đây mình đang sử dụng cái bool là manifold visible thì các bạn sẽ nhập địa chỉ ví ở trên đây. Dán vào. Search nha. Rồi thì các bạn thấy là khi này á nó có nhận cái máy của mình rồi. Thì do là mình có đào trước á cho nên nó nhập sẵn các bạn. Và đây máy này. Máy này nó do là mình mới khởi động lại á cho nên hashrate nó nhận nó bị thấp. Một chút nữa nó khởi động nó chạy xong á thì cái rate nó sẽ tăng nha. Rồi tương tự với việc các bạn đào ở bên solo cũng vậy. Solo thì các bạn cũng vào trang My Mining, các bạn sao chép cái địa chỉ bool này các bạn dán vào. Còn cái ví, các setup ví thì cũng tương tự các bạn. Bạn thấy mình đang xài rồi không khác gì nha. Rồi ở đây mình cũng nhập cái địa chỉ ví của mình lên đây để kiểm tra. Dạ là các bạn thấy nè, đây cái lốc nó các bạn xem bên đây, phần main mình nè nó sẽ bay, thì main bay của nó là một lốc thì nó bay một lần các bạn. Tuy nhiên là nó sẽ dùng lại, nó sẽ bay theo chu kỳ nha. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách để đào cái đồng C ra này đối với cái máy ASIC rồi. Thì cái video này mình dự định là không làm các bạn. Nhưng mà sáng nay nhiều bạn hỏi mình cái cách để mà chạy nhiều quá. Mình nghĩ là các bạn biết rồi không à. Cho nên là mình cũng hướng dẫn luôn. Thì các bạn nào biết rồi thì các bạn có thể bỏ qua nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.